Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Các bác em lên để bắt em họa mi đuôi xòe. Em này có trên cánh anh em nhá. Đấy, em xòe rất là đẹp luôn các bạn. Chim thì thuần khoảng tầm 90% rồi các bạn. Bóng bộ cực kỳ là đẹp luôn. Anh em có thể nhìn thấy chú chim này đang thể hiện này, hót cao cầu anh em nhá. Dáng dấp rất là ok luôn. Em này thì không tật lỗi gì các bạn. Chim rơi vào khoảng tầm 25 lồng các bạn nhá. Bóng bộ đẹp. Đấy, anh em nào bầu kết em họa mi này thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0974 648 999 nhé anh em nhé. Chim thuần khoảng 90% rồi, bóng bộ đẹp, dáng dấp cao cầu, đuôi xòe chê cánh anh em nhé. Các bác mà bầu kết thì qua alo cho em nhé con nhá. Số điện thoại em để trên góc trái màn hình nhé các bạn. Giá thì em để công khai ở dưới phần tiêu đề. Xòe chê cánh rất là đẹp này các bạn này. Anh em bầu kết anh em ai alo cho em nhé con nhá. Ngoài chim ra thì anh em có cám chim anh em ạ. Cám thì có cám mi, cám khiếu, trào màu, chè lửa, chè than và cám tổng hợp. Anh em nào bục kết những loại cám gì thì anh em alo cho em nhé. Cám thì em bao chất lượng cho anh em ạ.